Hello everybody, welcome to HealthVKT. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh HealthVKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với con game Ngọa Chí Anh Hùng H5, một phiên bản anime. Đây, chơi trên nền H5 khá là dễ chơi và tiện lợi ha. Ủa, nó có nhạc không ta? Biết ngay là nó sẽ có nhạc mà. Đậu phộng con cóc. Ok, chạy nhiệm vụ đầu game xong chúng ta ra nhận quà. Các bạn thấy điều kỳ diệu đó là chúng ta sẽ lên hẳn level 142 VIP 10. Nhận quà thôi. Ok, nhận thôi. Nhìn ngước lên chúng ta thấy có một ức tương đương với 100 triệu. Vừa vô là có 100 triệu xài rồi. Đó. Ngại chứ, vô có luôn 100 triệu cộng với level 140 mấy. Game này heo không ngán gì hết á, chỉ ngán đúng có một thứ thôi, đó là level các bạn. À, nhưng mà không, bản này nó đã dẹp đi cái lo sợ của heo, đó là level. Vô cho luôn 141. À, anh em nào lười có thể vô chơi luôn ha, trải nghiệm luôn ha. Lười cỡ như heo là vô trải nghiệm luôn, hỏi chạy nhiệm vụ, làm nhiệm vụ gì cho nó tốn công tốn cán hết á. Đó, vô là lụm hết. Đó, đi một vòng để nhận quà nào. Nào, nhận hết coi mình được bao nhiêu. Ok, mấy chú cứ đánh, em thì cứ đi nhận quà thôi. Rồi, đây hết rồi hả. Sự kiện server mới, khuyến mãi, nạp liên tục, trang phục. Rồi, Nayucho gì nè, 20 người, 30 người gì đó. Rồi, bây giờ đến với thông tin server cái nha. Ở đây có gì không, để coi cho kỹ. Đó, Kiba, Kido, rồi Ino, rồi rất nhiều tướng nhưng mà chưa thấy con nào level cao cao cả các bạn à. À, hồi nãy chúng ta có lệnh bài để chọn hả? Đậu xanh, tự nhiên đi chọn Danzo. Rồi, đến với thông tin server để đi lấy code nào. Đây, Ngọa Chí Anh Hùng Open Server S13 vào 13 giờ ngày 19 tháng 11. À, phiên bản mới fit code Tân Hữu, like, share, comment, nhận 200 chí tôm vòng quay, 200 hần dụ vòng quay, vàng 20 ức tương đương với 2 tỷ, tặng VIP 10, tặng Nekomata Hakim, bản chiến Yahiko Koma gì Conan, tặng Miyokage đệ nhị, tặng Hokage Namikaze. Đó, ừ, tiếng Việt của heo rất là chuẩn nha. Đó, và một số phần quà hấp dẫn. Lưu ý làm đủ 2 bước nhận được một vé đầu tư giá 200k. Đó, hướng dẫn cách chơi, đi boss, đi phó bản để nhận quà vô cùng ngon, săn boss nhận quà cực ngon, đi hết hoạt động để nhận nguyên liệu thời trang, trang bị lên cấp cao. Đó, kiếm bet ở vòng quay Chí Tôn shop và còn nhiều hoạt động hấp dẫn trong thời gian chơi, các bạn tìm hiểu. Ok, code đâu? Ở đây bên line xe, code lên đây, cái chữ rất to, xin code. Vâng, nhập code liền. Code nhập ở đâu đây? Code nhập ở trong game hả ta? Để coi tắt cái tự chiến đấu đi. Thấy không vui với cái tự chiến đấu này rồi đó. Ok, đánh lẹ lẹ mấy em ơi, đánh lẹ lẹ cho anh trời ơi. Ok, rồi tắt nè ha. Ok, tắt đi, rồi vô nhập code, phúc lợi, fit code. Ok, nhập code trong game nha. Rồi, code truyền tin, code Tân Hữu, rồi code tham gia nhóm, rồi code xe. Ok, xe, rồi code xe event. Ok, có xe event, rồi xe event tiếp, rồi code dành cho like xe, vẫn là xe.
rồi có dành cho lái xe tiếp. Ok, còn nữa bình tĩnh, code càng nhiều thì chúng ta càng có nhiều quà, anh em yên tâm. Rồi có tỷ vàng, ok lụm đây quà code tỷ vàng nè ha. Ok, vé quay nhân phẩm Chí Tôn Bảo Minako rồi tướng nè ha, rất nhiều luôn đó. Bạn cùng chiến rồi hú bet event ebit gì tùm lum hết, nhanh đi đó. Rồi vô bao pet hình như không có, phải vô quay tướng mới có. Okage đây chúng ta có đệ tứ, ok liền. Rồi Akatsuki, ủa thấy nó để đây mà không phải ủa đâu con nào, ủa thấy có cái dấu tròn mà, ủa vậy không có con nào giúp nè nữa. Trời ơi, ok man. Rồi bạn cùng chiến, hồi nãy là có con Conan mà đâu rồi ta, ủa cái bé Conan đâu, alo nó đâu có tới nỗi cao dữ vậy. Ủa đúng rồi, bạn cùng chiến tên gì đâu, Yahiko Conan. Ok bạn cùng chiến, ôi trời ơi, thẻ cam mà sao ra là tướng tím, what the hell. Rồi kích hoạt Miyoku đệ nhị gì kìa, nắm đâu à, không phải trong này anh em ơi. Lục đạo nó nằm ở đâu trong này đúng không, khoan ông đệ nhị đó là nằm ở đâu ở đây nè, chúng ta phải đi nhẹ nhàng nói khẽ cười duyên. Ủa nó không hiện lên các bạn, chúng ta phải đi từ từ tìm vậy nè. Trời ơi, coi cuối cùng ông đó nằm ở đâu. Ủa kích hoạt Miyuki Kage đệ nhị, rồi không biết ông nằm ở đâu luôn, thôi để đây đi, vé chuyển sinh rồi bạn các kiểu. Bây giờ chúng ta sẽ đi quay vòng quay nha. Nào đây, ủa quay 10 lần gì nè, đây à, cái này quay 100 lần hả, trời ơi không biết, hồi nãy giờ quay có một lần. Trời ơi, chút coi bên kia kỹ coi nó có quay ra được nhiều gì không, tức thiệt chứ. Rồi ủa còn nữa hả, rồi hết rồi. Cái này quay rồi, còn một cái vòng quay nữa anh em, kho báo hình như cái này đúng không. Ây dù cái này không có quay 100 lần các bạn, chỉ có quay nhân 10 thôi. Thôi gán đi quay tầm 20 mấy lần thôi à. Cố lên, biết đâu chúng ta quay được thẻ hiếm thì sao. Nào, ok, nhìn lên trên thì chúng ta đang có là 2 tỷ 1 nha các bạn, 21 ức kim nguyên bảo, tương đương với 2 tỷ 100 triệu ha. Đó, tha hồ mà chơi. Vâng, chưa quay hết nữa, ok, cố lên. Quay ra một thẻ VIP coi nào, kiếm con tướng chơi mà khó quá nè, ok man. Rồi, cầu mai đi mấy đứa ơi, cố lên. Không thấy ông Miyake Moto gì đâu đây hết, đậu xanh nó nằm ở đâu rồi ta. Những giả vòng quay khó tâm bảo Akatsuki, sao nó quay bằng cái này không ha, quay bằng cái đó thì hơi khó kiếm thiệt. Cái đây quay bằng này ai ạ, SSR lục đạo hả, nè quay đồ. Hơi quay cái này tốn lần 10 triệu hả, wow hơi khoai ha. Ủa có vé quay nữa hả, đúng rồi ở ngoài đó là quay bằng vé. Ok, chúng ta dành ra mấy trăm triệu để dứt thử cái này coi nó ra cái gì không anh em. Đúng rồi, cố lên. Đó, đi hết 100 triệu rồi, cờ bạc là bác thằng bần nhưng mà cố lên đi.
18 ngày đầu mở server tỷ lệ nhân 2 hả? Ôi trời ơi. Ok, em đầu tư khoảng 200 triệu để chơi với mấy anh nha. Rồi hết 200 triệu rồi đó. Chắc nhiệm vụ cũng không khả quan lắm ha. Đó. Đây, ủa không phải, con này hồi nãy của mình rồi. Rương ngoại trí mở ra tùm lum hết, thẻ may mắn, thẻ VIP. Rồi có cánh nè các bạn, gì chắc ra video dùng đeo cho ninja kích hoạt quyến rũ bí quyển gì nè. Ok, lôi động lôi độn gì, nói chung là rất nhiều quá. Nhiệm vụ ngày vô server, hồi nãy ở đây có cái chỗ để mua nè, đây mua hết, cái nào mua được thì cứ mua. À, chúng ta sẽ vô shop coi trong shop có bán gì luôn nha. Ok, biết đâu trong shop có bán đồ ngon thì sao, lên lực chiến rồi. Đây tiệm nè ha, tiệm đạo cụ kim nguyên bảo, rồi đạo cụ bằng tiền vàng, nhân phẩm, tiệm hàng ngày gì à? Bảo rương, bảo châu, à chắc để đánh bó bạn. Ảo thuật cây hẻ gì nè, chắc để chọn tướng hay gì đó. Ok, cái nào mà mua được thì mình cứ mua thôi ha. Cái này là quà giới hạn à, em nghĩ là chắc nó ngon lắm nên nó mới mắc như vậy. Ờ, đây là giới hạn tân. Ok, kêu chiến lệnh đang linh hồn gì hộ tống nè ha. Rồi tiệm khoa cử nè đó. Rồi tiệm pháp bảo nè. Rồi tiệm thi đấu nè. Đó, tiệm ban hội, tiệm sư đồ, tình bạn, rất nhiều luôn. Rồi, cái này quà đồ trong này quá trời luôn. Ok, thôi ăn hết cái đống này đi. Đó. Ê, cái này để làm cái gì nè? Cách nhận thông qua hoạt động dùng cho ảo thuật tiến cấp sử dụng hả? Ở bên này hồi nãy mình mua... cái ông kia hồi nãy nằm ở đâu heo không biết luôn anh em. Trời ơi. Cái ông Hokage kia đó, không biết ông nằm đâu luôn. Lục đạo là không phải rồi nè, Akatsuki. Rồi, ở đây Hokage. Hay là nằm mình Akatsuki ta? Không, cái con đó đâu phải Akatsuki. Bạn cùng chiến. À đây nè, đây nè, đây nè. Ôi rồi ôi, cuối cùng cũng tìm ra bác rồi. Bác nằm hút trên này à. Lực chiến bác cũng thật khủng ha. Ok, ok. Yeah. Nâng kỹ năng hả? Ok man. Rồi giờ vô nhân vật coi, nãy giờ có skin gì không? À, ít con này hơn ha. Rồi đây skin của con thú. Ok, ơi mở được hết luôn hả? Rồi, ngon luôn. Rồi đây cái nào cũng đẹp. À, chúng ta có mấy cái vé mở nè, mở hết ha. Wow, lực chiến lên khá nhiều nha. Được đấy, được đấy. Rồi danh hiệu luôn. Ok. Rồi chích mã chọn lộn cái danh hiệu rồi. Cái danh hiệu gì ngon không ta? Lực chiến thì vẫn y vậy à. Đó. Thiên hạ đệ nhất hả? Rồi. Rồi vậy đi. Rồi pháp, ký pháp này chế tạo, thôi bỏ qua đi. Kỹ năng vĩ hú đây, 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 nó. Susanu có luôn nè, đó. Ê, game ngon ha. Trời ơi, quá thơm luôn, còn gì nữa anh em ơi, kích hoạt nè ha. Rồi, link heo sẽ để dưới phần mô tả nha. Anh em nào có chơi thì tải về nha các bạn. Game vui 2 tỷ mốt ha. Rất nhiều skin, rồi thú cưỡi, rồi thời trang, thần binh, pháp bảo, rồi cái kiểu ha. Ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha các bạn. Ok, bye bye.